Trung tâm Thông tin Du lịch, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Nestle Việt Nam vừa công bố chương trình hợp tác năm 2024 trong khuôn khổ đề án biến tấu vàng nguyên liệu nấu triệu món Việt với chủ hoạt động mới mẻ nhằm thúc đẩy du lịch và văn hóa ẩm thực Việt. Với chủ đề khai phá nguyên liệu vàng vang danh ẩm thực Việt Chương trình tập trung khai thác những nguyên liệu địa phương độc đáo chưa được nhiều người biết đến, từ đó góp phần tôn vinh sự đa dạng trong văn hóa ẩm thực Việt, phát triển du lịch thông qua các trải nghiệm mới mẻ, từ biến tấu nguyên liệu địa phương sáng tạo các món ăn ngon. Năm nay mình nâng tầm cái bản đồ ẩm thực lên ở phiên bản 2.0, gần gũi với người tiêu dùng hơn, giúp cho người tiêu dùng có thể cùng nhau lan tỏa những cái nguyên liệu vàng thông qua sự biến tấu về món ăn đến với nhiều người tiêu dùng khác thêm một điểm mới của chương trình năm 2024 là sự tham gia của các nhà sáng tạo nội dung với chuỗi nội dung trải nghiệm thực tế để truyền cảm hứng và quảng bá văn hóa ẩm thực, du lịch địa phương. Hoạt động này đưa ẩm thực vùng miền đến gần hơn với giới trẻ thông qua cách triển khai hấp dẫn, mới mẻ.